Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, và một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ 7 ngày 6 tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài, đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ một là những người có thể đang trong cái giai đoạn có một cái sự đấu tranh gì đó trong cuộc sống ha Hoặc là có thể dạo gần đây thấy rất là nhiều những cái sự mâu thuẫn, tranh cãi, đấu đá Hoặc là bạn sắp có những cuộc thi phỏng vấn cho nên cũng hơi lo lắng Đây mình thấy các bạn cũng hơi lo lắng vấn đề tiền bạc à, Các bạn khao khát có một cuộc sống đủ đầy Và có thể một số bạn cũng đang có sự nâng cấp kỹ năng tài nghệ của mình trong công việc Để có thể kiếm nhiều tiền hơn hoặc là muốn có những cái nguồn tài chính mới, thu nhập mới Ừ. mình thấy các bạn cũng là một người khá là hài hước hớm hỉnh vui vẻ ha hòa đồng à, dường như các bạn có một sự đổi mới và mình thấy à, à, với những cái sự đổi mới này có thể là bạn sẽ thu hút những cái nguồn tiền tài đang đến với các bạn những sự may mắn sẽ đến với các bạn ừ. và ngoài ra thì à, thời điểm này các bạn nên tập trung vào những gì mà bạn à, muốn thúc đẩy à, bởi vì mình thấy có thể là bạn sẽ, đa, sẽ có được cái thành công đó À, có thể một số bạn sẽ được trao cơ hội trong ngày này mình thấy có thể là các bạn một số bạn có thể sẽ có sự sửa chữa nhà cửa hoặc là có thể bạn có sự kiên nhẫn kiên trì để thực hiện một cái điều gì đó và ngoài ra có thể một vài bạn ở đây các bạn một số bạn có thể sẽ mua giấy số của một em bé và dường như các bạn có một cái sự ước được trúng số hoặc là bạn xem được rất là tin nhiều tin tức liên quan đến vấn đề trúng số ở đây À, có thể có một số bạn có những cái nguồn tài chính bất ngờ hoặc là có những cái khoản tiền như là tiền lương tiền thưởng um, hoặc là gia đình giúp đỡ vân vân thấy có một cái điều ước gì đó được trở thành sự thật đó Này ra thì cần thấy có thể là các bạn có những vấn đề pháp lý với tờ hồ sơ hoặc là có thể một số bạn sẽ đánh cờ với người quen à, hoặc là có thể cái vấn đề giấy tờ của bạn nó được hoàn thành hoặc là bạn sẽ xem được một cái vấn đề gì đó liên quan đến luật nhân quả được ứng nghiệm ha Ừ, ở đây mình thấy uh, các bạn cũng có sự thể hiện cái sự trung thực của mình trong uh, giai đoạn này hoặc là một số bạn ở đây mình thấy là các bạn có thể là lấy lại được cái uh, um, cái quyền lợi cho mình kiểu như các bạn bị người khác nghĩ oan gì đó thì có thể các bạn có lại được cái sự uh, tốt đẹp dành cho mình kiểu vậy Nha. lấy được lại được cái thanh danh của bạn chẳng hạn À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ xem được những cái tin tức liên quan đến uh, tiểu tam người thứ ba rồi uh, hoặc là một vài bạn ở đây mình thấy uh, bạn nào có người yêu thì nên có một cái sự rõ ràng uh, làm rõ vấn đề hoặc lời nói để tránh hiểu lầm rồi có sự chia tay nha đây là có sự gọi là có những cái um, sự mâu thuẫn qua lời ăn tiếng nói hoặc là một số bạn ở đây thì có ai đó nói những cái lời nói không hay về các bạn nhưng mình thấy bạn cứ việc tha thứ đi bởi vì mình thấy những ước mơ à, hoặc là cái luật nhân quả sẽ được ứng nghiệm rất là nhanh. À, họ sẽ mau chóng có được cái, cái quả xấu của họ à, khi mà họ gây tổn thương cho các bạn và bạn cũng tuyệt đối không nên gây tổn thương cho người khác. Ừ. Một số bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nữ Đây là một người nhẹ nhàng, từ tốn, tình cảm Có thể họ sẽ chữa lành về sức khỏe hoặc là tinh thần Hoặc là có thể đây là người chị, người bạn gì đó của các bạn Có sự tương tác với các bạn chẳng hạn Và ừ. các bạn nên ăn uống uh, hợp lý ha, Để các bạn không có bị cái vấn đề uh, đa bao tử hoặc là rối loạn tiêu hóa nha Một số bạn ở đây có thể bạn đọc được rất nhiều tin tức liên quan đến luật lệ ừ. uh, Liên quan đến uh, vấn đề pháp lý gì đó hoặc có thể một vài bạn sẽ đi đám cưới đi đến những cái nơi nào đó đông người hoặc đi chùa đi nhà thờ đi cầu nguyện chẳng hạn ở đây mình thấy các bạn có một cái sự thức tỉnh bạn có sự từ chối hoặc là từ bỏ một cái uh, điều gì đó một thói quen không tốt ha một số bạn nam có thể bỏ bỏ hút thuốc hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ có một sự nhẹ nhàng bình tĩnh trước mọi việc hơn biết kiểm soát cảm xúc của mình và không có trở nên quá nóng nảy kiểu vậy có thể có những cái người khiêu khích nhưng mà các bạn có sự gọi buông bỏ ha, bạn không quan tâm à, các bạn nhớ duy trì sức khỏe để tránh những vấn đề bệnh cảm sốt này hoặc là mình thấy có thể là bạn nên kỹ lưỡng đeo khẩu trang khi đến những cái nơi đông người quá ha ngoài ra mình thấy có thể một số bạn sẽ mua bán vàng hoặc có khả năng là nghe đọc những tin tức liên quan đến vàng bạc chẳng hạn à, bên cạnh đó có thể là như mình nói là cũng có sự đi cầu nguyện nè ở đây thì mình thấy là các bạn có được một cái thông điệp liên quan đến sức khỏe và thể chất của bạn nó được cải thiện ha và các bạn đang có sự tập trung vào việc phục hồi Uhm. Các bạn có thể sẽ có những kết quả chữa lành tích cực ở đây Hoặc là các bạn sẽ có một cái sự tiếp cận đa phương thức đối với sức khỏe của mình Bao gồm cái việc cầu nguyện, nâng cao đức tin, sự lạc quan Hoặc có những cái sự như là tập thể dục, ăn uống điều độ hơn vân vân Hoặc là những bạn ở đây các bạn đang giúp đỡ ai đó thì có thể công việc này nó đang khởi sắc Vũ trụ và các thiên thần hộ mệnh đang thực hiện ý định của bạn Để có thể mang lại cái năng lượng chữa lành cho những cái người thân yêu Hoặc là À, những người mà bạn um, hỗ trợ ha. và cái thiên thần đang mở ra những con đường uh, nâng cao về cái năng lượng chữa lành về thể chất lẫn tinh thần cho các bạn để bạn có thể làm làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Ha. Đây cũng có thể là thời điểm để các bạn có thể nghiên cứu xây dựng kỹ năng hoặc là mở rộng phạm vi trong cái vấn đề chữa lành của các bạn. Cho nên là hãy làm theo trực giác của bạn một cách chặt chẽ. Ha. Rồi, à, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2, Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 7, ngày 6 tây tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những ra bài chung nguyên nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ấy ha rồi mình sẽ cái năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người biết lên kế hoạch cho cuộc sống Hiện tại có thể bạn đang có những cái sự Có những cái biến cố bất ngờ Những vấn đề gì đó diễn ra trong cuộc sống của bạn Cho nên là đôi khi nó có những cái sự cố vị Vì của các bạn bây giờ có khả năng là các bạn đang cố gắng cân bằng Và thiết lập kế hoạch cho tương lai Xem mình cần phải thực hiện những điều gì đó để có thể khắc phục Hoặc thay đổi ha, kỹ vậy có thể các bạn đã kết thúc tình yêu tình cảm hoặc là có thể dạ gần đây các bạn xem được rất nhiều tin tức liên quan vấn đề gọi là cháy nổ cho nên các bạn cũng nên cẩn thận ha ở đây thì mình thấy có thể là các bạn là những người đang cố gắng nâng cấp kỹ năng tay nghề sự khéo léo của mình hoặc là dạ gần đây các bạn có thể là xem được rất nhiều tin tức những cái những vấn đề ha, drama kịch tính bên ngoài cho nên nó khiến bạn cũng mở mang tầm mắt à, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn nên tập trung vào công việc của mình nha bởi vì bạn có, có cái dấu hiệu là hơi bị sao nhãn hoặc là hơi bị mất tập trung đó thời à, điểm này nên tập trung vào một thứ và đừng có gọi là nó có một cái sự lan man nhiều thứ quá khiến cho bạn có thể mất đi cái năng suất làm việc chẳng hạn và ở đây các bạn nên cung cấp đầy đủ nước ha thấy các bạn có vẻ hơi nóng trong người khá là nhiều đó Một số bạn có thể đang tìm công việc hoặc là tìm kiếm một đối tượng phù hợp để kết nối lâu dài. Tuy nhiên thì cũng chưa tới đâu hết cho nên các bạn tập trung vào bản thân mình là chính yếu. Và trong ngày thứ bảy này có thể một số bạn các bạn sẽ có một sự hơi mệt mỏi và hơi buồn ngủ. Hoặc có thể các bạn sẽ ngủ ngon hơn. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn... Ở đây có thể một số bạn các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nữ, lý trí, mạnh mẽ, khôn ngoan, À, tỉnh táo sáng suốt. Có thể người này cho bạn lời khuyên hoặc là có sự tương tác như là chị hoặc là bạn gì đó của bạn vân vân. Thì mình thấy các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là có thể giờ gần đây một số bạn là hơi bị rất là dễ bị cảm lạnh ha, rất là dễ bị bệnh đó. Mình thấy là như vậy, hoặc là có thể một vài bạn các bạn sẽ um, mua sắm gì đó, muốn mua sắm nhiều thứ. Ừ. hoặc là có một sự tiêu tiền ở đây, cho nên là tiền bạc nó cũng không có còn nhiều. Và ngoài ra có thể bạn cũng sẽ xem được khá nhiều tin tức liên quan đến sự cạnh tranh, đấu đá, mâu thuẫn, gây gắt, tranh cãi. Hoặc là trong ngày này mình thấy có thể là bạn nên có sự điềm tĩnh, khôn ngoan, tránh tranh cãi với người khác để tránh bị người khác làm tổn thương, mất thời gian của mình. Hoặc là có sự giao dịch tiền bạc gì đó thì nên cân nhắc, đếm tiền kỹ để tránh tranh cãi ở đây ha số bạn ở đây có thể có những cái người có những cái ngôn từ lời nói gì đó khiến cho bạn cảm thấy khá là tiêu cực thì bạn không cần phải đáp lại những người này hãy hạ cái coi của họ xuống bằng cách im lặng là vàng cho họ biết rằng họ không có xứng đáng với cái thời gian của các bạn kiểu vậy đỡ phiền à, ngoài ra thì nếu như ai có đó ai đó có sự góp ý mà nó đúng với cái trọng tâm vấn đề các bạn thì các bạn nên biết cân nhắc và um, lắng nghe nói là như vậy thay đổi đây mình thấy có thể là các bạn có sự kết nối với gia đình người thân ở đây ha hoặc là có thể là có những cái sự ăn uống vui vẻ hoặc đi đám cưới đám tiệc hoặc là kết nối với một cộng đồng đi đám đi chùa hoặc đi nhà thờ vân vân và vào cuối ngày mình thấy sức khỏe của bạn ổn định ha? bạn phục hồi lại sức khỏe tinh thần thể chất của mình vui vẻ trở lại một số bạn ở đây thì mình thấy có sự gọi là vui chơi với thú cưng uh, hoặc là chăm sóc thú cưng cẩn thận giai đoạn này uh. những cái vấn đề xuất phát từ thú cưng rất là nhiều cho nên là nhớ nhớ uh, cẩn thận để tránh cái vấn đề như là trầy xước hoặc là bạn nào có thú cưng thì nên giữ nó kỹ để tránh gọi là đi lạc ha. À, có thể một số bạn sẽ giảm cân được nè nếu là không ra các bạn nỗ lực uh, cố gắng giảm cân thì mình thấy có thể có giảm ừ. ở đây uh, có thể một vài bạn các bạn đi đóng tiền hoặc là bạn uh, một số bạn có thể là các bạn sẽ uh, có những cái cám dỗ gì đó à các bạn cẩn thận có những cái người dùng những chiêu thức lừa đảo gọi điện nhắn tin khi các bạn tải phần mềm gì đó coi chừng bị lừa hoặc là bạn xem được khá nhiều tin tức liên quan vấn đề này những cái người liên quan đến thuế má hoặc cơ quan tổ chức nhà nước lợi dụng là đại diện và cơ quan nhà nước để lừa đảo qua thông qua điện thoại rất là nhiều đó dù là cái câu chuyện này câu chuyện rất là cũ nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người bị lừa và lừa số tiền rất là lớn nên, nên các bạn hết sức tỉnh táo Có thể một số bạn sẽ đi cắt tóc trong ngày ha. À, ở đây mình thấy có thể như mình nói nè, những chiêu thức lừa đảo cho nên các bạn cẩn thận. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có sự chăm sóc người thân hoặc là có thể được ba mẹ quan tâm yêu thương hỗ trợ hoặc là một vài bạn sẽ xem được những cái tin tức liên quan đến những cái gia đình hạnh phúc yêu thương nhau ha. có thể là trong ngày này các bạn cũng sẽ có rất là nhiều tin tức mới nữa đọc nhiều cái drama nữa. Nhiều cái khiến cho bạn có thể là có sự bừng tỉnh hoặc là được khai sáng ha. thể liên quan đến người thứ ba. Những câu chuyện rất là hot. Ở đây mình thấy các bạn đang trong cái quá trình tiến bộ ha có thể các bạn có những cái đánh giá cầu toàn về bản thân và điều này đang cản trở các bạn. Ừ. Đôi khi bạn lo sợ rằng bạn không hoàn thành tốt cái điều gì đó thì bạn sẽ không được uh, có được cái thứ mình cần vân vân. Tuy nhiên vũ trụ và các thiên thần của hộ mệnh của các bạn đang trấn an bạn rằng bạn hoàn hảo về mặt tâm linh, bởi vì bạn được tạo ra theo hình ảnh của vũ trụ, bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo một cách vô ích. Và trên thực tế không có ai hoàn hảo, ha, mọi người đều đang cái quá trình phát triển. Và các thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn tập trung vào những tiến bộ bạn đã đạt được và ghi nhận những thành công của các bạn. Và đừng quá khắc khe bản thân của mình và ngừng phán xét bản thân của mình, bạn rất là đáng yêu từ trong ra ngoài. Nếu như trong ngày này có ai đó chỉ trích các bạn thì đặc biệt à, hãy tránh xa họ, tránh xa những nguồn tiêu cực này. Bạn xứng đáng được ở bên những người luôn ủng hộ, tử tế và khích lệ các bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo Để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn hai Xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 Để xem cái ngày thứ bảy ngày 6 tới tháng 7 năm 2024 Của bạn sẽ như thế nào Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3 các bạn tù ba là những người mình thấy rất là nhanh nhẹn ha và đang rất là tỉ mỉ làm việc chăm chỉ trong thời điểm này có thể bạn đang cố gắng hoàn tất mọi thứ mọi việc cho xong các bạn là những người lý trí và khôn ngoan sáng suốt hoặc là những một số bạn đang có những cái vướng mắc gì đó liên quan đến giấy tờ hồ sơ cho nên là cũng rất là hy vọng là mọi thứ nó sẽ kết thúc ha xong xuôi tuy nhiên một số bạn có thể là bạn đang cảm thấy hơi bị buồn bã hoặc là đang chờ đợi kết quả gì đó À, nhưng mà mình thấy sắp tới sẽ có những cái kết quả tích cực cho các bạn các bạn đừng quá áp lực đừng quá căng thẳng mọi thứ là cũng xong không sẽ có những cái người họ, họ có cái khả năng chuyên môn họ sẽ hỗ trợ cho các bạn và đừng mang vác nặng quá trong thời điểm này cũng như là coi chừng bị đau lưng rồi đó và đừng có quan tâm quá nhiều chuyện của người khác mình hãy tập trung vào việc của mình bởi vì bạn mang áp lực của bản thân bạn còn mang áp lực của chuyện của người khác nó khiến cho bạn bị căng thẳng bị kiệt sức và rất là dễ đổ bệnh đó hãy tập trung vào tiền bạc và tập trung vào sự nghiệp của bạn sẽ hay hơn à, trong ngày này mình thấy một số bạn sẽ đi chùa đi nhà thờ mình thấy hầu như một số bạn ở đây là đạo công giáo khá là nhiều cho nên thấy đi nhà thờ có sự kết nối có cộng đồng có sự cầu nguyện ở đây một số bạn có thể đi xương tội Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ đọc được những vấn đề liên quan đến pháp lý, giấy tờ, hồ sơ Hoặc là chứng kiến một cái luận nhân quả được ứng nghiệm Một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 Hoặc tụ 1, tụ 3 gì đó à, Mình thấy có thể là một vài bạn sẽ hơi bị đau nhức xương khớp Hoặc là có thể là bạn sẽ xem được rất là nhiều những vấn đề về... Uh, À, những cái vấn đề gì đó bất ngờ ha những cái drama kịch tính khi bạn cảm thấy hơi bị sửng sốt chẳng hạn à, khám phá ra nhiều sự thật chẳng hạn nha yeah. hoặc là có thể các bạn um, sẽ xem được những tin tức như uh, những ai đó có thể là công việc sự nghiệp của họ bị um, bị uh, phá vỡ hoặc là bị sụp đổ ha vân vân ừ. và trong ngày này mình thấy các bạn uh, bảo vệ sức khỏe nè đi đứng cẩn thận nè uống nước nhiều và có thể một số bạn sẽ từ bỏ những cái thói quen gì đó không tốt với bản thân, sức khỏe của mình Ngoài ra thì cẩn thận có vấn đề về lửa ha Để tránh quả hoạn Và tránh đi đến những nơi quá cao, có trường bị uh, trơn trọt té ừ. mình thấy có thể là bạn sẽ có một sự chăm sóc sức khỏe nhưng mà giai đoạn giữa ngày mình thấy dường như các bạn giống như có sự mệt mỏi áp lực bùng nổ gì đó hoặc là một số bạn có thể là sẽ gọi đầu rồi có một cái sự gọi là sấy tóc cho nên nó có sự tiếp xúc với hơi nóng ở đây hoặc có thể một vài bạn sẽ đi đổ xăng trong ngày à, ngoài ra mình thấy có thể là các bạn có thể năng là có sự chăm sóc thú cưng nhưng mà cẩn thận cái vấn đề gọi là bị trầy xước À, bên cạnh đó vào cuối ngày một số bạn sẽ thể hiện cái giọng hát của mình, giọng nói của mình Hoặc là có một cái buổi diễn thiết, buổi biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó à, Hoặc là xem những cái chương trình gì đó khá là hay ừ. Hoặc là có sự kết nối với trẻ em Và nhắc nhở con cháu đi đứng cẩn thận, đừng có chạy và tránh đi đến những nơi độ cao kiểu vậy Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là à, Mình thấy có thể là các bạn cần phải thể hiện cái sự trung thực của mình Hoặc là đồng thời thì có thể Một số bạn sẽ có những cái sự đưa ra một cái quyết định gì đó Kết thúc một cái điều gì đó không phù hợp với mình nữa à, Hoặc là một số bạn sẽ tham gia học hỏi những cái điều mới Hoặc là nhận được những cái lời khuyên từ những cái bậc chân tu Và có thể năng giúp cho bạn khai sáng và bạn cái sự thay đổi trưởng thành tốt hơn vân vân thấy các bạn có sự di chuyển đi đâu đó nhưng mà đừng có chạy xe nhanh quá có chừng cái vấn đề gọi là bị va chạm nha ừ. à, thứ bảy nhưng mà mình thấy có thể có một số bạn vẫn miệt mài làm việc hoặc có thể một số bạn sẽ nhận được cơ hội công việc mới hoặc là từ bỏ cái vị trí cũ lên lên vị trí mới ừ, hoặc là có thể có một cái nguồn tiền hoặc là có một cái sự thu hoạch từ những gì mà bạn cố gắng bằng nỗ lực thì có thể bạn có những kết quả xứng đáng như vậy Thế các bạn có sự tiếp thu và học hỏi được nhiều hơn Hoặc là có thể một bài bạn có sự hợp bàn với mọi người về một cái vấn đề gì đó ở đây Họp bàn, tranh luận, thảo luận Đây có thể các bạn, một số bạn sẽ xem Tarot khá là nhiều Ngoài ra thì hoặc là bạn sẽ xem được những cái vấn đề liên quan đến um, dự đoán tương lai vân vân Số bạn có thể là sẽ giúp đỡ người khác những người khốn khó cơ cực à, Hoặc là bạn có khả năng là đọc được những tin tức ai đó bị phát sản chẳng hạn Và Ngoài ra mình thấy có thể là bạn có sự chấp nhận mọi thứ, mọi việc diễn ra à, Hoặc là một số bạn sẽ à, à, trong Đang trong quá trình giảm cân có thể cũng sẽ có được những cái thành quả gì đó Mình thấy các bạn cảm thấy rất là vui Các ừ. bạn nên uống nước, các bạn bị khô cổ hồng ừ. Với lại nóng trong người có khả năng rất là dễ bị lỡ miệng Thế các bạn có một cái sự hòa nhịp, hòa đồng với mọi việc, các bạn có sự kiên cường vững chắc, vững uh, ổn định và không có dễ dàng bị lung lay trước những cái vấn đề gì đó ở đây ha. Nói chung mà dù có gì như thế nào đi chăng nữa thì tinh thần bạn vẫn rất là ổn áp. Số bạn sẽ nghe được những tin tức liên quan đến sấm sét nè. Cho nên là các bạn uh, trời mưa thì tốt nhất là không có nên um, đứng trú mưa ở góc cây to hoặc là cẩn thận khi mà đi, giao giao có một sự lưu thông trên đường giai đoạn này có rất là nhiều những cuộc gọi lừa đảo cho nên các bạn cẩn thận ha có những cái vấn đề gì đó là liên quan đến pháp lý hồ sơ giấy tờ hiện lên cái cơ quan truyền thống um, lên cái chỗ gọi là uh, cơ quan chính thống mà làm các bạn đừng có làm trên điện thoại rất là dễ bị lừa đó ở đây mình thấy một cái sự hiển linh hoặc là một cái sự thay đổi trong cuộc sống của bạn sắp đến nha những cái phước lành hỗ trợ các bạn tiến bộ trong học tập và phát triển đó và báo hiệu rằng bạn đang đến một cái thời điểm quan trọng khi mà bạn đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời của mình uhm. có thể có những cái điều gì đó làm đảo lộn cuộc sống của các bạn nhưng mà sự thật nó sẽ giúp cho cái bản thân bạn mối quan hệ hoặc sức khỏe hoặc sự nghiệp của bạn sẽ mở ra những cái giai đoạn tốt hơn có thể có những cái vấn đề các bạn um, không thể chấp nhận được nhưng mà sắp tới sẽ là, là cái giai đoạn của sự tái sinh ha? con chim phượng hoàng lửa bay lên từ đóng tro tàn ở đây mình thấy các bạn đang có sự gắn liền kết nối với mẹ Maria rất là mạnh mẽ và mẹ muốn giúp đỡ hỗ trợ và đánh thức cái món quà tinh thần của các bạn cho nên hãy cầu nguyện mẹ Maria nếu như bạn um, có những vấn đề gì đó mẹ sẽ hỗ trợ các bạn dù các bạn có đạo hay không ha ừ. hoặc là một số bạn có thể nhận được một cái phép màu một cái phép lạ gì đó liên quan đến mẹ Maria đây đấy là như vậy à, và có những bạn nào yêu nhau giai đoạn này tránh tranh cãi hiểu lầm uh, gây hấn ha để tránh gọi là tổn thương nhau tránh nóng tính ở đây à, và ngoài ra thì uh, một số bạn mình thấy có là bạn nên hòa nhã hoặc là sẽ có những cái sự uh, hòa giải một cái vấn đề gì đó hoặc là bạn cho những người khác lời khuyên ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ à, ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn